Năm nay, Trung Quốc Cơ đã đứng mình lên một mức độ cao hơn. Các bạn không chỉ đánh melody là phần âm điệu của bài nhạc nữa, mà các bạn đã có thể hòa âm phối khí và tạo ra những cái bản phối âm có nhiều giọng bè khác nhau trong cùng một bản nhạc. Đồng thời, các bạn cũng đã phối thêm một phần nhỏ của Room Bucket cũng như là Cup Game vào trong đó. Và mong là toàn thể khán giả, các phụ huynh và các bạn ATY ở dưới trong tiết mục sắp tới sẽ hòa cùng không khí sôi động, sẽ hòa cùng một nguồn nhiệt huyết, một nguồn năng lượng rất tích cực của các bạn team leaders ở trên sân khấu để cả hội trường chúng ta có thể vỡ òa trong một tiết mục chắc chắn mọi người sẽ thấy rất bất ngờ và cảm thấy là bên trong mình một sức sống, một sức mạnh của tuổi trẻ đang cháy bừng lên cho dù chúng ta ở độ tuổi nào đi nữa. Xin mời toàn thể mọi người đến với phần trình diễn của Boom Walker.